Dạ, em xin chào các anh các chị. Dạ, buổi chiều ngày hôm nay em review cho anh chị một lô đất với tổng diện tích là 5 xào 6 trên bìa. Và bìa mới hiện tại bây giờ là chủ nhà có kêu là 5 xào 8. Đó. Thì hiện tại bây giờ 5 xào 6 trên bìa của gia chủ có một căn nhà cấp 4 và tầm khoảng 50 đến 60 mét mặt đường bê tông anh chị nhé. Đó. Và hiện tại giờ cái mặt đường này á, là đường ranh giới của đường Gò Nâu của nhà hàng xóm. Và cái ranh giới của mình là từ cây bờ lời anh chị này đổ xuống dưới đường bê tông. Và đổ xuống dưới đây thì tầm khoảng 50 mét mặt đường bê tông anh chị nhé. À, thì hiện tại bây giờ lô đất này của mình là làm địa chỉ ở là xã Ia Bá, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Cách thành phố Pleiku là 20 km, cách thị trấn Ia Kha là 8 km. Và khu vực chỗ mình đang sinh sống ở đây á thì là dân cư cũng có nhưng không được nhiều như khu trung tâm anh chị nhé. Ví dụ như ở đây thì em thấy là tầm 50 m, 70 m hoặc 100 m là có một nhà anh chị nhé. Đó, đây ví dụ nhà ở đây này, đây là nhà hàng xóm anh chị này. Và hướng này là hướng đi ra thành phố anh chị nhé, ra khu trung tâm như là trường học, ủy ban rồi thị trấn là đều ra hướng đó. Còn đây là hướng là đi về trong thôn trong làng này. Đó. Tổng diện tích là 5 xào 6 anh chị nhé, có 70 mét mặt đường bê tông, có một căn nhà cấp 4 và 500 cây cà phê đang vào thu hoạch ạ. Đấy, và hiện tại bây giờ là chủ nhà đã bán hết rồi nhé. Đây là cũng nhà hàng xóm của mình anh chị này. Giá mong muốn của chủ nhà đang đưa ra là 500 triệu. 5 xào 6 anh chị nhé. Có 500 cây cà phê, 70 mét mặt đường bê tông và một căn nhà cấp 4 ạ. Thì em xíu nữa em sẽ review cho anh chị xem căn nhà cấp 4 của mình nó đẹp như thế nào hoặc là nó xấu như nào anh chị nhé. Đây là toàn bộ mặt đường bê tông hết anh chị này. Và cái hướng nhà của mình á, em thấy là hướng nhà quay về hướng chính đông anh chị. Dạ thưa, em thấy là khu vực đây á thì bà con thường thường cách nhau khoảng từ 50, 70 đến 100 mét là một nhà. Thì bà con ở đây thường thường đi học là ra khu trung tâm xã đi học anh chị nhá. Và cách khu trung tâm xã nó thì tầm 3 cây số anh chị. Đó, bây giờ em bắt đầu đi vào hướng nhà mình này. Chủ nhà lại xây không có xây về mặt đường bê tông như thế này mà lại xây về hướng chính đông. Xây về hướng chính đông này, à, không xây ra mặt đường bê tông. À, thì bây giờ em quay vào cho anh chị, cho anh chị coi này. Giá của chủ nhà đang đưa ra là 500 triệu. Cà thì em thích cà đẹp á. Cà này đang vào cà kinh doanh hết rồi anh chị nhé. Thì chung là cũng có những cây bơ, cây mận. Này, thuận tiện cho anh chị nào như là về đây thì vào nghỉ dưỡng, trồng vườn cây ăn trái đúng bài. Đây là cũng nhà hàng xóm này. Nhà này thuộc nhà chính đông, hướng chính đông này. Nhưng mà nó về nó non thì là nó bảo nhật là nếu mà cái ngon này bán thì nó đây là phòng khách là 22 đó. Ừ, nó mua luôn là thằng Nhật làm luôn nó. Toàn bộ là cửa gỗ hết anh chị. Đó, đây là phòng ngủ này. Hiện tại giờ gia chủ đang về quê. Đó. Nhưng không có người ở đây ạ. Nhà rất cửa sạch sẽ anh chị. Đây là nhà ngang. Giá của chủ nhà đưa ra là 500 triệu anh chị nhé. Nhà ngang, nhà bếp đấy ạ. Hướng này hướng chính đông ạ.
này thì mới thuận tiện cho như là anh chị nào về đây vợ chồng mới cưới hoặc là vợ chồng nghỉ đi về đây nghỉ dưỡng thỉnh thoảng chạy về cũng được, giá thì cũng 500 thôi. Phòng khách công trình phụ khép kín hết anh chị này. Giờ xây cái nhà này không em nghĩ phải tầm 300 rồi, chắc không ít tiền đâu. Đó, 300 giờ có mặt đường bê tông này. Đó, nhà cầu tự hoại hết rồi. Anh chị khi mà mua thì nhà chủ để lại tất cả cho mình nhé. Cần những cái vật dụng cần thiết rồi ạ. Nhà này là hướng chính đông. Giờ video của em đến đây là hết, thì anh chị quan tâm thì liên hệ với người tình yêu qua Zalo hoặc số điện thoại ạ. Em xin chào các anh chị.